Rồi lên Rồi luôn. nha, thẳng luôn, thẳng Lên luôn. luôn, Thẳng lên luôn, luôn. thẳng luôn. Đây qua đây. Ủa sao lắc quá vậy? Ừ nó mới khựng cái á, anh cũng bị. Ê ê ê quẹo quẹo phải xíu. Thẳng Ừ luôn rồi ui, đó. không thấy 99 không? Thấy mang 99 Không này con này giỏi nó không? khựng rồi. Ê, 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 sao cái lúc lên kia. Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game Stormwatch này. Và hôm nay tụi mình có một chuyến hàng vận chuyển những con xe này. Và hôm nay tụi mình sẽ đi một con máy bay to nhất trong game. Máy bay to nhất trong game thì cũng là máy bay to nhất ngoài đời, đó chính là con Antonov An-225 nha các bạn. Con này chắc là nhiều bạn biết rồi đó. Rồi và bây giờ mình sẽ review xe trước. Đầu tiên là xe của Blue. Thì đây là một con xe khá là nhỏ nhắn và mini nha các bạn. Có một cái nút mở động cơ lên, rồi một cái phím này, phím gì mình không biết nữa. À, mở được đèn xe nè, rồi mở phanh tay, mở động cơ, hết rồi ha. Ok, tiếp theo là con xe của Ngáo. Thì mấy con xe này nó nhỏ nhỏ cho nên nó cũng không có gì hết trơn các bạn. Xe mini thôi. Con này giống như MPV ha. Ừ, giống giống nhưng mà nó giống như mấy con xe cắm trại, camping được các kiểu á. Tiếp theo là một con xe man, con xe khách này thì chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Tại vì nó hơi giống giống nhau á. Chỉ có cái là con này nó có cái đèn LED đẹp hơn so với những con kia thôi. Và con này mình chạy. Tiếp theo nữa là xe chở hàng của Khang. À, con này thì nó chở... Uầy, có cái đồ đi vô nữa này các bạn. Xịn nha. À, ta lấy ngược. Rồi đây ta lấy ngược. Và nó cũng không có nhiều lắm. Và xe cuối cùng cần review. À còn con này nữa. Đó là con xe này của Kim. À, đây là một con xe khách theo dạng là gia đình đó các bạn. Nó có rất là nhiều tiện nghi luôn. Và để mình kêu Kim lùi xích ra mình cho các bạn xem. Rồi bây giờ mời các bạn đi tham quan một vòng con xe này ha. Tại vì con xe này mình thấy nó đặc biệt hơn nhiều so với những con xe khác. Ở dưới này nó có một cái khoang để chứa một con xe con. Trong này nó các bạn nhìn ở đây có một con xe con nhỏ, một con xe màu đỏ nữa. Nhưng mà khi nào mà nếu mà mình đáp được thành công thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Còn hên xui thôi. Đây thì bước vào đây các bạn thấy nó hơi chật đúng không? Nó chỉ có đây nè, nó có đèn cảm ứng nữa cơ. À, nhìn nó chật lắm, không có lối đi đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn bấm cái nút này. Đây. Ở nhầm. Lộn nút. À, cái nút nó đâu rồi ta? Có một cái nút, kia là nút nhà vệ sinh, còn một cái nút nữa. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Ủa nó có cái nút ở à, đây cái này nè các bạn. Đây, nó sẽ mở rộng ra các bạn thấy không? Rộng ra rất là nhiều luôn. Và các bạn nhìn bên ngoài nè. Đây nè. Nó mở ra hai bên luôn các bạn. Nó như là một con xe gia đình vậy đó. Nó rộng dã man luôn. Và đẹp lắm. Có tivi rồi có đèn. Đây là phòng lái ha. Và nếu bạn bấm cái công tắc này thì nó sẽ thu gọn lại. Đó. Nó nâng lên. Nó ép vô. Rồi nó kéo vô lại. Thì con xe các bạn nó chỉ còn gọn như vậy thôi. Đó. Hay không? Hay lắm luôn á. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống. Và bây giờ đợi máy bay ra, cũng như là lấy con xe nâng để chở những con xe này lên thôi. Tại vì máy bay Antonov á là nó mở bằng cái đầu, và cái đầu máy bay nó khá là cao. Rồi và xin giới thiệu với các bạn máy bay to nhất trong game và cả ngoài đời luôn, Antonov An-225. Thì chỉ có một con duy nhất trong này là mình thấy nó khá là bự, cũng như là nó gần giống như tỷ lệ thật thôi. Còn lại là mấy con kia nó nhỏ xíu và các bạn, và hiếm lắm người làm những con này vì nó to và nó tốn thời gian á. Đây ha, thì bây giờ Hòa sẽ lên mở cái đầu đó ra và mình sẽ lấy một cái con xe dùng để chuyên dụng chở mấy con xe lên. Thật ra con xe mình mới chỉnh lại thôi, lúc đầu nó không có đủ, tại vì những không có, trong này không có cái chiều cao nào, không có cái dốc nào mà để cho xe lên vừa á, cho nên mình chế thêm cho nó vừa. Bây giờ mình sẽ lấy đây và mình chạy ra đó cho các bạn luôn ha. Rồi qua 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 cất cái thang lên Hòa ơi. Ok, bây giờ sẽ cho con xe này vô. Thì đây là một cái dốc chế riêng cho cái máy bay này. Rồi thôi bây giờ cho xe Khang lên. Tao đi Khang, lên cẩn thận xíu. Còn bà Blue, bây giờ bà tập lại bằng lái đi nha. Rồi, vòng vô. Rồi bà Blue lấy xe lại đi, tôi lái cho coi. Tại bà gào quá, tại trình bà chưa tới rồi. Không biết gì không? Sao? Quên xe hả? Cứ lượm con khác rồi. À, lượm con nào bự bự xíu mà nhỏ quá, nó không có vừa hai cái khe đó đâu đó. Có hai bự, có hai bự. Khang ơi, lên Khang ơi, quẹo quẹo quẹo. Lên ơi. Lên Khang ơi. Nhìn xe này giống con Hino hết nhỉ? Thẳng nè, tiếng máy nghe đã thiệt, tiếng máy trong này nghe nó thật ghê luôn á. Ừ, rồi lên luôn. Thẳng nè, lên luôn. Có dướng không ta? Anh thấy cái gầm nó thấp lắm á, nó bị dướng mấy cái thanh này nè. Dướng rồi em, dướng không dướng, không dướng. Sao là sợ dướng? Ê, gì vậy Khang? Khang ơi là Khang. Nó lệch một góc luôn á Khang. Thua rồi, tài xế kia này chết rồi. Đáng lẽ phải làm cái khe này nó nhỏ nhỏ lại một tí, khe này hơi bự. Nó vừa đó, vậy là vừa đó, vừa mấy cái trục rồi mà. Quẹo qua đi. Quẹo qua trái qua. Rồi lên. Ê nó lệch đó Khang. Trái xíu Khang ơi. Thì đây, bánh xe kia của Khang nó còn nhiều mà. Đó, lên. Phải trái qua. Ê ê ê, cái gì? Nó bị vướng cái mỏ nè. Đâu? Lên được không? Cái bánh xe. À. Cái bánh xe là lừa
tôi đâu đi 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 chạy mấy người. Ôi tại mấy người này gà quá không biết canh ơi, đợi xíu tôi về tôi lấy con mai tôi chạy cho mở mang tầm mắt nè. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đâu xem phải 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 đúng rồi dừng 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 thẳng 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 luôn. Ồ dướng cái đít rồi, dướng cái đít rồi nè, dướng cái đít sắp đụng dưới đất rồi. Wow, hai cái bánh xe dưới nó. Đẩy đi. Xuống đẩy mấy đứa ơi, mọi đứa đẩy. Mọi đứa. Đẩy 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 đẩy. Xong rồi. Cái này thì xe cho nó dài rồi xong luôn. Thanh niên bay mất tiêu luôn rồi. Xe tiếp theo nãy giờ chưa có như nào lên được hết. Xe đây mình lên dễ nhất á, lên đi ngáo. Ba má tên em. Lên ngồi. Từ từ. Còn đây mình xe nó có sensor. Sensor là lực lại, nó lực lại luôn á. Ghê. Canh cho chữ nha, canh cho chữ nha. Xe diễn biến mà canh cho chữ á. Mở cửa lên ngồi ké rồi. Rồi, đi đi. Thì cứ mà đi 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 có sao đâu, cứ đi đi. Bánh bự mà lo gì trời, dư sức luôn á. Lên lên luôn, bánh bự mà lo gì. Lên đi. Cán đầu blue đi sao đâu. Ê ê ê. Mấy này gà quá. Mấy này chỉnh nó gà quá bà ơi. Chỉnh mấy này gà quá. Nó lắc lắm luôn á. Không, nhưng mà nó đang thẳng rồi. Ừ, nó đang thẳng mà. Xuống đi mượn xe đây đi, lùi lại đi, lùi được không? Lùi được không? Lên chậm chậm á nha, lên chậm chậm á nha. Đúng rồi. Ôi đây mình. Chậm chậm ơi, chậm chậm ơi, chậm chậm. Xe này mình bự mà bự chán luôn cái xe này. Rồi lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Ừ nó mới khựng cái á, anh cũng bị. Ê ê quẹo quẹo phải xíu. Ừ ừ. Không thấy 99 không? Thấy mình 99 này giỏi không? Ê ê ê. Sao cái lúc lên kia. Tôi rút lại lời nói. Tôi rút lại lời nói. Tôi rút lại lời nói. Rõ ràng nó lên rồi mà nó còn quẹo bên kia nữa. Thằng này nó bị gì á? Tâm thần không bình thường. Thôi thua rồi, mấy anh cụ bóc á. Rồi mọi người tránh ra, tới lượt Duy chạy xe lên nè. Từ từ anh ơi, từ từ nha, từ. Ok. Quà chị chạy vô, tí quà. Ok. Ok chị quà. Giờ đây mình lên trước hay là Duy lên trước? Mình ơi. Hắn nó không ai luôn rồi. Dạ cũng được, quá lắc quá. Rồi 99 lên trước rồi, 99. Đợi kỹ thuật nhanh rồi, từ kỹ thuật nha. Xe mình lâu quá. Xe mình luôn sầm lên ta. Xe mình luôn nhỏ xíu sầm lên. Kìa đem anh vô được rồi kìa đó. Rồi rồi xong một chiếc. Ê tính ra xe đem anh vô á, đem anh chạy ra phía sau á, xong rồi dừng lại rồi bật mấy cái mát này lên, bật mấy cái 500 lên cho nó hít cái xe lại. Nè tôi làm lần này cho mọi người lé. Chỉ làm một lần cho xe, mọi người coi. Xe bà bằng phân nửa xe khách này luôn á. Mà định chạy một làng á. Rồi rồi được chưa bà, chạy lên nha bà. Rồi lên nha, lên nha. Rồi. Ai chạy xe đó vậy? Tôi. Nhìn là biết khô rồi. Đèo Hoài ơi, chúng ta biết chuyện gì sắp xảy ra đúng không bà? Em có đáng lẽ đâu. Em vừa mới ấn quay anh ơi, anh đừng lo. Mấy này muốn chết. Lết. Em không biết gì đâu nha. Yeah, trời ơi, thẳng băng luôn kìa. Trời ơi, tại mày chém. Thôi thôi. Ê sao đó. Cái nó cách xa máy bay quá vậy mấy đứa? Đúng rồi anh, thấy nó bị trượt ra đó anh. Sao nó cách xa máy bay quá vậy? Không thẳng quá luôn đi. Được anh không bị lọt đâu, em hứa luôn. Hứa danh dự với anh luôn, không bị lọt. Đó. Sao lần được. Ê cả gặp. Cả. Trời ơi vô cái một. Đậu sau xe đem mình đúng không? Đúng rồi anh. Ok. Lên rồi sắp bay lên. Rồi chị đem lên đi. Mới đầm đem mình. Anh ơi. Hả? Chị đậu thêm một chiếc nữa thôi. Em nghi quá. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Em chỉ làm một lần duy nhất. Ủa cái gì vậy? Anh xuống xe nha. Cái xe nó bị gì vậy? Ngáo lên được kìa. Ơi xe thằng Khang vậy sao? Chết Khang hết chỗ rồi. Chị nhỏ bé lắm kìa. Chết luôn. Xong ngáo rồi. Lên tới nơi xong ngáo rồi. Ủa lên được không ta? Ủa ghê, mấy đứa con blue kìa. Ghê. Rồi, xe blue lên được mới lạ. Ui, ghê vậy? Ghê vậy? Trời ơi. Ghê. À, gán lún trên giữa. Ủa, gán đi trên giữa. Nè, rớt bánh nè. Rớt bánh.
chuyên gì mà đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn, đóng đóng cửa đi luôn rồi. Đi 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 đi. Khang ơi lên, Khang ơi, đi nha đi nha. Thôi em ở đây em biết không tin lại. Em biết mọi người sẽ bị rớt máy bay, em tin chứ chưa đi được nó trù máy bay rớt rồi kìa. Ok, sát các bạn nâng đi, sát các bạn nâng đi xong rồi đi đi đi. Ok, cho Khang sát đi. Đi quá. Tính ra là Nguyên đóng người dưới này luôn. Ai dưới này có cái nút nè, nè. Đúng rồi, dưới đó có cái nút mà anh. Nút đúng rồi. Lên. Mát mát. Ok, mát mát là chết á. Rồi, bây giờ mỗi người vô một vị trí. Rồi. Rồi, mọi người vô vị trí. Đóng nút khóa lại chưa, khóa lại chưa. Ok, đi, 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 đi. Bất ngờ. 6 cái động cơ. Đường băng hơi nhỏ nhưng mà đi được ấy, quẹo qua quẹo máy bay nó hơi lệch rồi. Họ cách bay gì ơi. Bấm mũi tên á, bấm mũi tên thôi, bấm mũi tên lên xong rồi đưa AD là để di chuyển góc. Trời, chán vậy. Cách bay là thấy sao lo rồi. Đưa đây anh lái cho, đưa đây anh lái cho. Đưa đây, đưa đây. Khiêm, khiêm xuống khiêm. Đi không được luôn á. AD AZ đi. Ai vé đi chứ nó lệch hướng rồi, gió nó thổi lệch rồi. Chết bà rồi, chết bà. Xong rồi. Ê, 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 xe này có giá trị nha. Quá, quá. 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 Quá ơi, là quá. Xong rồi. Trời ơi, quá ơi. Chắc hình dí em chết đúng bà. Không gì không xét được trong lửa biển. Chắc hình dí em chết đúng bà ơi. Ok, do là lúc nãy bị rớt máy bay cho nên tụi mình rớt hết xe rồi. Và tụi mình mất được một tiếng đồng hồ để đem mấy con xe đó lên. Cho nên bây giờ mình sẽ bay máy bay không nha các bạn. Tuy là nó hơi nhẹ một xíu nhưng mà thôi, bay thử cho các bạn xem con Antonov nó như thế nào. Chứ chở hàng là tan rồi. Lúc nãy gió nhiều quá rồi các kiểu cho nên là nó bay nó rớt luôn. Thôi em đừng biện minh em ơi. Mình bật ok. Lên, sao nó mất cái nó mất ba bên nó nhìn nó té té cái gì á. Nó bị nghiêng. Nhìn nó bị ngứa ngứa ấy nhưng mà hình như rõ ràng nó bị nghiêng đúng không? Có ai thấy nó bị nghiêng không? Có em. Có thằng nào nó. Có ai nhìn nó bị nghiêng nghiêng nó bay không? Sao nhìn cảm giác nó bị nỉển qua một bên á. Ừ do là cái ba cái động cơ này nó không hoạt động thực sự nè, nó không hoạt động. Rồi nó lên rồi kìa, nó lên rồi kìa. Ủa gì á? Quà bình tĩnh nha quà. Máy bay này rất là nhiều người trên này nha quà. Toàn là người giàu có không nha quà. Mấy người nhà giàu đi xe nhỏ xíu không á quà. Giết chết á. Sao cái động cơ nó cứ bật, nó tắt, nó bật, nó tắt là sao? Hình như cái thằng nào nó bật tắt cái động cơ nè. Thằng Ngáo đúng không? Ngáo đúng không? Nó ngồi bên đây nè, nó tắt cái động cơ, nó tắt cái bơm xăng nè. Ngáo vô ngoài ra. Nó với mai nó ngồi bên này nè. Ngáo vô góc rồi, nhìn lên. Ngáo. Vô đây ngồi. Rồi kia nó ngồi luôn. Nè nó tắt nè, nó tắt nè. Thằng này thấy rõ luôn nè. Thì ra là mày chọn cái chết. Nó tắt rõ ràng luôn, tôi vừa bay qua nó thấy nó tắt liền luôn. Mày thấy không? Mày thấy không? Bà ơi, mở cái đầu bà ơi. Đàn em bà lương lẹo thiệt. Ê, anh mở cái đầu ra cho ông Khang. Lên ông lên cái đầu chưa? Lên cái đầu chưa? Lên cái đầu chưa? Lên rồi. Ê, đừng có bay cao. Sao máy bay nó bị nó bị sao sao? Ủa cái đầu nó có lên không ta? Nó bị nghiêng luôn rồi. Ê, đừng có tắt. Anh ngáo nè. Anh ngáo tắt nè. Mở lại ngáo luôn. Ủa cái này là cái mở cái đầu nó chạy. Cái đầu nghe đi. Sao? Kéo nha. Máy bay không có hiểm. Trời ơi. Khoan khoan để máy bay cứu hộ rồi. Vì lý do kỹ thuật cho nên là bây giờ tụi mình chỉ có bay test cái con này thôi nha các bạn. Và cái con trong game này thì theo như mình thấy nó còn hơi thô á. Lý do là chắc là cái người làm game người ta làm cái mod này á là lúc mà hồi game nó còn mới, nó chưa có nhiều những cái khối cho nên là nhìn nó hơi kỳ một xíu các bạn. Nó là một phần nó hơi to nữa cho nên nhìn nó hơi thô ha. Rồi sao
Ê, các thấy cái bụng máy bay nó có mấy cái gì không? Cái bụng máy bay nó như cái gì nó cái dầu nó rớt ra nó đổ ra hay gì á. Tăng hoa anh kia đâu. Bay bay chỉ với ba động cơ. Đây, bây giờ đi kiếm ủa qua giờ kia đáp hả Hoàng? Qua giờ kia đáp. Thôi bay đi luôn đi. Đi đi mình tìm nơi. Ê kia kia phía trước có đảo kìa, phía trước có đảo kìa. Phía trước là đảo đường ray, đảo đường ray. Đường ray xe lửa. Vậy là xung quanh đây có thể có đảo bự á. Đi một xíu có đảo bự á. Ok các bạn ơi, và dưới sự dẫn dắt thật là nhiệt tình của Khang thì hiện tại là tụi mình đã bay hơn nãy giờ hơn 20 phút đồng hồ rồi. Các bạn nhìn bản đồ mình bay nè, từ dưới này mình bay lên trên này, mình bay 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 lên tới đây và bây giờ vẫn đang tìm chỗ đáp nha các bạn, chưa tìm được chỗ đáp luôn, thực sự hết biết nói gì luôn. Và hơn 20 phút gần nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn đang đi tìm đường tiếp và quá dài luôn kìa. Thằng cơ chủ nó mình đang hết tin lời Khang nói rồi. Bây giờ lời Khang nói coi như là không còn vô lỗ tai quá. Thằng cơ chủ nó không thèm nghe nữa luôn. Quẹ đi bà, tin bà lưu đi bà. Ờ à, có kìa nguyên cái đường băng luôn kìa bà. Quá bên trái kìa. Đó có kìa. Trời ơi. Ủa sao tóc động cơ rồi. Bên trái kìa, bên kia bà ơi. Sao bà ơi. Phải cho đã. Đá không được, rơi xuống chết luôn. Bà cho đã, đá không được, té chết. Không, được. Tôi tin cơ trưởng này lắm. Tại vì nãy cơ trưởng mới cho đi tắm biển rồi cho nên tôi tin. Ai đáp. Trời, nó cho ăn núi nè. Bà muốn ăn tiếng không? Ghê. Ghê. Vỗ tay đi với Đức, vỗ tay đi. Rồi gửi về cái sân bay đó. Bay ngược hướng rồi đáp làm sao. Nguyên một chặng đường dài. Không biết con này là con gì nhưng mà hơi dài đó. Chặng đường thì hơi dài. Người ta ngồi máy bay chỉ có 24 tiếng thôi tương hồi hả? 7 tầng rồi đó. Nguyên đường thẳng. Rõ ràng luôn, thằng Quỷ nào chỉ đường vậy? Cơ phó. Nãy em kêu đó. Mày quỷ áo màu da cam nè. Ê, bây giờ đáp đi cơ trưởng ơi. Đáp cho cẩn thận kiếm nha. Tin nhớ đáp đi. Nhưng mà thấy hình như cái dòng này hơi sai. Thẳng xíu rồi mới dòng lại nữa. Ví dụ bây giờ mà mình chơi theo kiểu này hợp lý. Ê, sao máy bay nó vàng vàng, nó bị cháy ha. Thêm tí gió. Được. đáp đi quà. Vòng qua đáp đi quà. Ủa đừng có chỉnh xương. Nó chỉnh mưa luôn. Ôi đừng có chỉnh. Xương không có thấy đường. Tắt đây. Không thấy được đáp đâu. Tại sân bay nó không có lên đèn. Chỉ gió là chơi luôn. Thôi bạn im đi bạn. Bạn dắt tụi tôi đi lên tới đây là tụi tôi cay bạn lắm rồi đó. Từ từ thôi. Từ từ nha, canh cho nó chuẩn nha. Đây là ngày sống cuối cùng của tôi. Ở trên máy bay này có bao nhiêu người ta? 2, 4, 5, có 5 người à? 5 người à, còn 5 người à? 6 tháng, 5 tháng. Ê, như nó hơi hấp hấp xuống không ta? Hình như đúng rồi, nó đúng quy trình rồi đó. Tắt ra động cơ đi ạ. Tắt cái gì hết trơn, không có tắt cái gì hết trơn á. Người im đi, cái thằng đội dù đâu rồi. Người im. Bắn mày bây giờ đó, có súng đó. Ủa, em có làm gì đâu. Ê, cái sân bay này nó nhỏ. Qua năm nước. Ê, cái bánh đó. Ê. Ok, ghê. Hơi lạc xíu nhưng mà ghê. Má rồi, bay bay vui. Đâm vô cái chân trước. Đâm vô cái chân bay. Yeah. Wow. Ê, có người đợi cái đích lộn dưới không bà? Được, không sao. Trong rồi. Vướng nó dừng lại, nó không nổi đâu, không sao đâu. Bùm. Đùng, rồi xong, rớt cái đầu luôn, rớt cái mỏ luôn.
Ôi, ôi, ôi. Đi xuống lẹ, đi xuống lẹ, đi xuống lẹ, đi xuống lẹ. Nó rung quá. Ấy, nó rung như động đất vậy. Nó rung như động đất vậy. Sao mà xuống. Ấy. Ôi, ôi, nó rung như động đất vậy. Đâu, cái trước mặt tôi kìa. Sao mà xuống. Nó rung. Để tôi ngồi là tôi coi máy bay hả. Ủa, máy bay nó nhổng đầu luôn kìa. Sao mà xuống. Xuống nhảy dọa, xuống nhảy dọa. Trời ơi, em nhảy xuống trước. Ây, bây giờ đi đường nào. Đi đường nào. Ây, ơi, ơi, tuột, tuột. Tuột ở dưới là khỏi lên luôn. Này nhảy hả, đứa nào nhảy hả. Ây. Nhảy, đi đâu. Vô cái lỗ từ từ đang chuối nè. Nó giật kìa, chưa bao giờ được giật. Đúng rồi, cái lỗ mà chui mà chui không được. Chết mất. Cô, còn mất tôi chết tao rồi. Chết luôn rồi. Trời, cái xác tụi nó dập trên tàu kìa trời. Chết rồi, quyên chiếc máy bay. Xong rồi, cái xác tụi nó còn dập trên máy bay luôn. Trời ơi, chưa được rồi, giờ mới được siêu thoát nè. Tôi tức á. Tức á. Ủa, bây giờ đang đâu vậy? Ở à, đang đang cho tiết, đang cho tiết. Rồi, mọi người rồi. Chạy đường nào á? Chạy đường nào á? Nãy quỷ nào xuống trước vậy? Quỷ nào lẹo vậy? Trời ơi. Lúc mà nó chuẩn bị đáp xuống bay thì em lẹ lắm. Tôi nghe có tiếng giật giật là tôi bắt đầu tôi chạy. Tôi giật nhưng mà tôi giật nó giật quá, tôi giật tôi đi không được. Hết được để đi được luôn. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tựa game.